Như vậy là tiếng còi trên sân vận động quốc gia Singapore đã vang lên. Sút xa, tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Philippines. Một cú sút xa vô cùng đẹp mắt. Một đường chuyền tai hại của một cầu thủ Timor Leste đã tạo ra cơ hội để cho đội tuyển Philippines mở tỷ số ở trận đấu ngày hôm nay. Steven Strop, vẫn là Strop. Cơ hội có thể dứt điểm. Tỷ số là 2-0 dành cho Philippines. Sau rất nhiều nỗ lực, đội tuyển Philippines tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa. Và lần này người ghi bàn là số 22 Nazari. Một tình huống sút bóng cận thành của cầu thủ Nazari. Tốc độ của Strok. Cơ hội! Một pha đánh đầu cận thành và đó là sự lúng túng của thủ thành Aderito. Sai lầm tới từ Aderito. Cả ba bàn thua thì bàn thua nào anh cũng chạm tay vào bóng. Nhưng... khá ấn tượng và chống trả cơ hội! 4-0 dành cho Philippines. Và lần này lập công lại là một cái tên khác, đó là Patrick Redfield. Stay. Đánh đâu! 5-0. Không có một cầu thủ áo đỏ nào theo kèm Nihon. Và Casper Nihon đánh đầu trong... Để có rất nhiều điều mà huấn viên Fabio Magao cần nói với các học trò trong 15 phút giờ nghỉ của trận đấu này. Cô... rất nguyên! 6-0 rồi! Bàn thắng tiếp theo dành cho đội tuyển Philippines và lần này đến từ tiền đạo số 9 Maranon. Cơ hội! Có lẽ là các cầu thủ Philippines cũng không nghĩ là có thể có được bàn thắng thứ 7 dễ dàng đến như vậy. Còn Timor Leste, hàng phòng ngự một lần nữa lại cho thấy. Và đó là cơ hội cuối cùng trận đấu này. Và đội tuyển Timor Leste chưa có được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay.